Tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ ban hành thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải tuyến cố định trừ 3 trường hợp đặc biệt, bên cạnh đó phải bảo đảm các yêu cầu về phòng dịch COVID-19. Vận tải hành khách tiếp tục dừng hoạt động đến hết ngày 22 tháng 4, riêng các trường hợp đặc biệt như là xe công vụ, xe phục vụ nhu cầu thiết yếu được phép hoạt động. Các xe này vẫn phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, khử trùng xe trước và sau khi đón khách theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi phải bố trí từ 20 đến 30 phương tiện để phục vụ nhu cầu thiết yếu cấp bách của người dân, lập danh sách nêu rõ họ tên, số điện thoại, nơi cư trú của tài xế và biển kiểm soát phương tiện để cấp phép hoạt động.